Ngon con? Ngon. Dạ ngon. Con ăn gì á? Cheese. Sao nhả ra? Uống miếng nước đi. Nãy giờ chưa uống nước nè. Con giỏi quá trời. Ăn cơm không? Đút cho con miếng cơm nha. Con giấy hả? Con giấy chùi tay. Con tự chùi đi, tự chùi miệng, chùi đầu luôn đi. Ăn xong vô tắm ha. Nhổ. Hả? Giỏi quá. Ngon con. Chùi tắm rồi. Chùi đi, chùi miệng đi. Gì á, ăn gì á? Bây giờ mày cho chai thử cục này cho ăn được không nha? Cho chai thử cục này nè. Ăn cơm. Ăn cơm hả? Mẹ ơi, ngồi xuống mẹ cho. Ngồi xuống mẹ cho, đâu có cần đứng dậy đâu. Bông miếng. Hả? Đúng rồi, cho cháu thấy rồi, giỏi quá. Hấp miếng canh không? Hấp miếng canh nè. Không có miếng canh hả? Không. Thôi con ngồi vậy con ăn giùm mẹ cái chay. Mẹ chay thử ăn cái sushi này không? Ăn chưa? Ăn thử coi. Nè ăn chưa? Cái gì? Sườn. Ăn sườn hả? Sườn. Sườn này nè, mẹ cho con thịt bò đây nè. Bò không? Không ăn thịt bò, mẹ đâu có sườn. Sườn. À ăn cái này đi. Ăn này. Ăn này đi. Nào. Không ăn hả? Nhúc trên người. Hả? Hết rồi. Hết rồi, ăn miếng cơm nha. Ăn miếng cơm đi. Ngon không con? Ngon mình nhảy thì sao? Ngon mình nhảy dễ không? Ngon quá chay, về ăn giỏi quá cô chú ơi. Mẹ. Mẹ. Ngồi xuống ghế mẹ cho con iPad, ngồi xuống. Cheese. Ngồi xuống đây là mẹ cho cheese. Thôi thục lùi, thục lùi. Thục lùi, ngồi xuống đàng hoàng ăn cheese mẹ cho con iPad nha. Tiếp tục. Hả? Tiếp tục. Cheese, cheese. Là gì không hiểu. Miếng nước không? Rớt rồi. Rớt rồi. Mà uống miếng nước không? Miếng nước à? Ngon. 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 Đây nè. Mở. Mẹ mở cho chay nha. Dạ đi con. Hồi tối hôm qua chay ngủ có ngon không? Ngon luôn. Dạ ngon mẹ. Đó. Con nói đi. Dạ con có chào cô chú chưa? Chào cô chú chưa? Xin chào cô chú. Chào cô chú. Cô chú khỏe không? Cô nói đi, cô chú có khỏe không? Khỏe không. Cô chú khỏe không? Khỏe không. Rồi. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Giờ gọi ai? Hello. Hello đi, gọi đi lắm. Gọi đi, gọi ai? Hello. Hello đi. Hello con gọi ai? Gọi. Gọi ai? Đợi. Hả? Đây. Đợi ra đi hả? Mickey Mouse hả? Hello đây.
Gửi cho, gửi cho ngoại đi, gửi cho ngoại đi. Ok. Ok. Ừ. Rồi bấm số ngoại số mấy? Số mấy? Số mấy? Can I help you? Đó, số mấy? Bobby đáp. Daddy đáp. À daddy tắm. Ừ, daddy tắm. Trời ơi, nó nghe ba nó vô nhà tắm mở nước ra nó nói daddy tắm. Cái bà này bữa nay cái miệng của bà nó thấy thiệt. Chịu đời không nổi luôn, mốt sao nè, con lấy giấy, lấy bút rồi này kia ghi vô dễ cho mặt nè. Gọi cho ngoại đi. Hello, bye. Hello. Hello, gọi cho ba Vincent đi. Vincent, hello, Bobby. Hello, Bobby. Ngân. Ngân hả, gọi cho. Hello, Minh, bà Bảo. Hello, ông ngoại nó gọi cho ngoại gì? Ok. Ok, gọi cho ngoại đi. Không, cái đầu này mới đúng nè, cái đầu này mới đúng nè. Đây, đó, đầu này mới đúng nè. Hello. Ừ. Hai nha. Nha mẹ ơi. Bộ trai. I just love talking to you. Duncan. Giờ gọi cho ông Cố, bằng gọi cho ông Cố đi. Gọi cho ông Cố. Rồi. Gọi ông Cố đi. Hello. Ừ, ông Cố khỏe không? Ông khỏe lắm. Cố đang làm gì đó? Phá. Phá à? Cố đang làm gì đó phá. Sao con cứ đông cố phá hoài vậy? Hả? Giờ gọi ai nữa? Út. Gọi ai? Út. Gọi Út đi, gọi con. Cầm. Hello cho con một nữa. Hello. Hello. Rồi giờ con gọi mẹ đi, con gọi mẹ đi, gọi cho mẹ nè. Gọi cho mẹ đi. Gọi Trái. Rồi. Alo. Hello. Trái hả? Trái dạ. Con đang làm gì đó? Trái phá. Trái đang phá hả? Trái ăn sáng chưa? Sáng. Con ăn sáng chưa? Ăn sáng. Ăn sáng rồi hả? Rồi sáng nay con ăn cái gì? Noodle. Ăn noodle hả? Ăn mì hả? Rồi con có ăn chuối không? Chuối. Rồi hồi tối hôm qua con ngủ có ngon không? Ngon. Ngon à? Cái điện thoại màu gì á? Pink. Màu pink hả? Là màu hồng á hả? Ôi trời ơi, trời ơi. Trời mua rồi. Ai mua cho con á? Trai. Ai mua? Ngân quả. Mẹ mua. Mẹ mua. Nhiêu tiền? Không biết. Ê, gọi ngoài chính, gọi ngoài chính. Alo, ngoài chính hả? Em đợi mẹ. Alo. Hello. Ngoài chính hả? Ngoài chính. Điện máy xanh qua qua không? Hello, máy xanh. Máy xanh. Có điện thoại mà nó bận lắm. Mà điện máy xanh sao? Điện máy xanh sao? Ba xanh nữa năng. Mà điện máy xanh sao? Hello, chào năng. Gọi cho mẹ năng hả? Yeah. Hello. Bấm mẹ. Thanks for calling. Bấm. Bấm này. We can tackle any task. Rồi, gọi đi. Gọi cho ngoại, gọi cho ngoại. Nó vô ngoại hả? Ups. À, chơi có cái điện thoại đẹp quá. Bây giờ gọi cho cô chú đi, gọi cho cô chú đi. Hello cô chú. Hello. Hello. Hello, trời ơi, biết sao? Mẹ phải biết sao mà nói. Gọi máy xanh đi, con gọi đi. Mẹ gọi. Alo. Điện máy xanh hả? Điện máy xanh có qua không? Dạ. Dạ. Máy xanh. Mặt này màu gì đây? Màu này màu gì đây? Không, màu. Blue, đúng rồi. Hello. À, hello. Alo. Ngoại chính hả? Nha, bấm chính nữa. Không bấm ngoại chính hả? Kêu qua dẫn đi chợ thì điện máy xanh. Hello, mới xanh.
Chay này nó quảng cáo về điện máy xanh dữ rồi trời. Cô chú nào chủ điện máy xanh hả? Có trả tiền quảng cáo cho chay không ta? Rồi đổi đi, đổi Jingle Bell lên đi. Rồi hát đi. Coi bát, coi bát hả? Hả? Xích vô hả? Xích vô hả? Xích vô hả? Đó, xích vô đó. Đeo Jingle Bell đi. Hết pin rồi hả? Còn pin, còn pin. Đây màn hình đang tôi kêu hết pin rồi, em mới bấm lên tôi thấy nó còn. Chịu đời không đổi với nó luôn cái cô. Này, không. Không coi đó hả? Này, không. Coi kia hả? Kia. Như con như đó. Ghê ghê hả? Ghê ghê. Con ghê ghê đây. Con ghê ghê đây.